Vé vàng tháng 7 sẽ có nhiều đặc quyền hơn, nhiều cột mốc phần thưởng hơn và tăng giá vé vàng. Hãy khám phá trong video ngày hôm nay. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những thông tin rất mới về vé vàng mùa giải tháng 7. Đó chính là giá vé vàng của chúng ta ở tháng 7 sắp tới, ngày 1 tháng 7 sẽ không còn 129.000 nữa mà nó sẽ tăng lên là 179.000, và nó sẽ tương đương với giá của Phong Cảnh ở trong cửa hàng, tức là nó tăng từ 4,99 đô lên 6,99 đô. Và với việc tăng giá như thế này thì vé vàng mùa giải tháng 7 chúng ta sẽ có rất nhiều đặc quyền mới. Và cụ thể nó sẽ như thế nào thì anh em nhớ đăng ký kênh Akari Gaming, ấn mình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào của Clash of Clans nha. Và nếu mà các bạn nào mua vé vàng, gói gem hay những gói ưu đãi trong cửa hàng mà anh em bị lỗ quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì liên hệ ngay fanpage Akari Gaming của mình với hơn 143.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗ quốc gia. Còn sếp nào mà tự mua được rồi thì anh em mua vé vàng hay gì thì anh em bấm vào chữ C trong cửa hàng, anh em nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans. Vậy thì khám phá những đặc quyền để biết được tại sao vé vàng lại tăng giá. Và điều đặc biệt đầu tiên đó chính là ở vé vàng mùa giải tháng 7 chúng ta sẽ có nhiều cột mốc hơn. Điều này có nghĩa chúng ta sẽ có nhiều mốc phần thưởng hơn các bạn ạ. Nhưng tuy nhiên điểm số cuối cùng vẫn chỉ là có 2.600 điểm thôi, vẫn giữ nguyên điểm nhưng mà phần thưởng lại tăng lên. Đây là điều rất là tuyệt vời. Và điều này có nghĩa là các bạn sẽ mở khóa được nhiều phần thưởng và đặc quyền này, rồi là những cái phụ kiện để trang trí cho ngôi làng của các bạn này. Ví dụ như ở đây này, mái nhà hội này, rồi là đồ trang trí nhà hội này. Hay là anh em sẽ có những cái đồ trang trí riêng, ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có về cái đầu rồng ở hang rồng này. Đấy, đầu goblin hang rồng này. Và vé vàng mùa giải tháng 7 thì không phải là trang phục vua giác đấu, đây chỉ là để ví dụ thôi. Còn vé vàng mùa giải tháng 7 nó sẽ vẫn là bí mật nhà anh em nhá. Nên nhớ đón xem tiếp tục kênh Akari Gaming cho những thời gian sắp tới nhá. Ngoài ra ở mỗi vé vàng chúng ta sẽ có 5 đá cổ ngữ, bao gồm cả đá cổ ngữ tiên dược và đá cổ ngữ căn cứ thợ xây. Ngoài ra gem để hoàn thành mỗi cột mốc phần thưởng này, bây giờ chúng ta đang là 100 gem, nhưng sắp tới ở vé vàng mùa giải tháng 7 chúng ta sẽ chỉ còn là 90 gem. Ngoài ra phần thưởng dành cho các bạn ở trong vé bạc thì nó sẽ tăng lên từ 15 bậc lên 20 bậc. Anh em có thể tham khảo ở đây rất nhiều cái cột mốc ở phía dưới và anh em đếm nó thoải mái luôn, từ 15 bậc lên 20 bậc. Đây là một điều rất thuận lợi cho những anh em mà không có điều kiện sử dụng vé vàng. Điều thứ hai tính năng mới đó chính là ống heo thợ xây. Việc bổ sung ống heo thợ xây gần đây cho phép các bạn kiếm được nhiều tài nguyên hơn cho căn cứ thợ xây của các bạn. Và bất kỳ một lượng vàng nào các bạn kiếm được ở trong các cuộc tấn công ở căn cứ thợ xây, nó sẽ được cộng vào ống heo thợ xây cho các bạn. Ngoài ra thì tiên dược của các bạn kiếm được ở phòng thủ cũng sẽ được cộng vào ống heo thợ xây. Và khả năng lưu trữ của ống heo thợ xây nó tăng dần khi mà các bạn mở dần những cái cột mốc ở trong phần thưởng của vé vàng. Và nó có nhiều, đến đây là tăng, có thể tăng tới là vàng thợ xây là 10 triệu này, và tiên dược thợ xây của các bạn nó lên tới cũng 10 triệu. Điều tiếp theo hay ho nữa đó chính là bộ nhân ống heo theo mùa. Và chúng ta sẽ có bộ nhân ống heo theo mùa là nhân đôi, còn đối với căn cứ thợ xây sẽ là nhân 4. Điều này có nghĩa là gì? Ống heo theo mùa này sẽ tích nhân 2 số lần chiến lợi phẩm các bạn thu được. Ví dụ các bạn cướp được mùa 500.000 thì bây giờ các bạn được cộng vào ống heo 1 triệu. Rồi là căn cứ thợ xây thì nó sẽ là nhân 4, 200.000 cướp được thì cộng vào 400.000. Và đây là đặc quyền rất là lợi thế chỉ dành cho những bạn đã sở hữu vé vàng. Đây các bạn nhận luôn. Và nó sẽ giúp cho quá trình của các bạn làm đầy ống heo theo mùa nó nhanh hơn rất nhiều. Vậy thì cái việc này nhanh nó sẽ tiếp tục đẩy đến cái gì? Đó chính là kích cỡ của ống heo theo mùa cũng tăng. Supercell bây giờ đã tăng kích cỡ lưu trữ của ống heo theo mùa. Và ở làng chính của các bạn trong đó tối đa đã tăng thêm 5 triệu vàng, 5 triệu tím và 50.000 hắc thiên dược. Điều này có nghĩa là gì? Kích cỡ của ống heo theo mùa tối đa hiện tại với kích cỡ cơ bản là các bạn sẽ chứa được 5 triệu vàng, 5 triệu tím và 50.000 tiên dược. Thì bây giờ sau các lượt nâng cấp ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cho đến cái lượt nâng cấp cuối cùng thì các bạn sẽ nhận được là 30 triệu vàng, 30 triệu tím và 350.000 tiền dược. Bonus từ 5 triệu với cả 50.000 từ đây nữa. Đấy, và tổng là các bạn được 30 triệu. Quá tuyệt vời cho anh em lợi thế sử dụng vé vàng. Và điều hay ho tiếp theo khi các bạn có vé vàng ở mùa giải tháng 7 nữa đó chính là ô lò luyện kim tự động. Đây,
Loren là nơi tuyệt vời để sử dụng tài nguyên bổ sung của bạn, chuyển đổi chúng thành vàng kinh đô. Đơn vị tiền tệ được sử dụng cho nâng cấp kinh đô hội của bạn. Với đặc quyền ô lò luyện kim tự động, một vị trí lò rèn mới sẽ xuất hiện khi bạn mở khóa cái cột mộng này ở trong phần thưởng vé vàng của các bạn. Và nó sẽ có ngay cho các bạn một cái ô ở đây. Và các bạn sẽ được sử dụng cái ô lò luyện kim này mà không cần sử dụng đến thợ xây. Và các bạn còn được giảm 50% khi sử dụng. Và mình sẽ mở cho anh em xem. Nhận thôi. Và bây giờ thì chế tạo, các bạn có thể thấy giảm giá 50%. Quá đơn giản luôn, rất là hiệu nghiệm cho anh em nâng cấp ngành kinh đô hội các bạn nhé. Và miệng mở ô chứa này sẽ giúp bạn có thể chế tạo này, không cần thợ xây và giảm nửa giá tài nguyên. Tuyệt vời. Hãy đưa ra ý kiến của sếp ở phần bình luận phía dưới về đặc điểm này. Nhưng tuy nhiên, cái hay hơn nữa là ở đây. Đối với những bạn ở nhà chính tha hôn 7, tha hôn 8 thì bây giờ cái việc áp dụng ô lò luyện kim tự động này nó cũng sẽ có mặt cho các bạn luôn khi các bạn sử dụng vé vàng. Đấy các bạn, tuyệt vời không? Bình thường chúng ta phải chờ đến nhà chính cấp 9 thì chúng ta mới mở được thêm một ô lò luyện kim. Nhưng bây giờ ở nhà 7 và nhà 8 thì anh em đã có rất nhiều lợi thế khi sử dụng vé vàng nhá. Và tất cả những thay đổi tuyệt vời này nó sẽ có hiệu lực bắt đầu từ vé vàng mùa giải tháng 7. Vậy nên điều này nó sẽ giúp cho vé vàng của bạn tốt hơn bao giờ hết. Và việc nâng cấp làng chính này, căn cứ thợ xây này hay là kinh đô hội của các bạn, nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Và mình cũng rất nóng lòng để hóng xem những cái thay đổi này nó sẽ được áp dụng vào mùa giải tháng 7 các bạn ạ. Vậy nên là anh em nào thấy thích video này của mình, anh em nhớ cho lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nhé, để tiếp tục cập nhật những thông tin hay ho hấp dẫn tiếp trong thời gian sắp tới. Và cũng để biết được vé vàng tháng 7 là gì, đúng không? Ngoài ra nếu các bạn nào mà mua vé vàng gói gem hay những gói ưu đãi ở trong đây mà các bạn bị lỗ quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì anh em liên hệ fanpage của mình với hơn 144.000 theo dõi Facebook Akari Gaming để được tư vấn cách khắc phục lỗ quốc gia. Trên đó tự nạp được rồi thì anh em hãy nhớ nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt, mang lại nhiều nội dung giá trị cho các bạn. Còn bây giờ, chúc tất cả các bạn ngày mới tốt lành. Bye bye.